Dịp này, Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ban Thường vụ Thành đoàn cũng đã tổ chức diễn đàn Tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh sắc son niềm tin với Đảng. Đã có 34 bài viết tham luận do các chuyên gia, các đoàn thể và các cơ sở đoàn gửi về tham gia tọa đàm. Tại tọa đàm, các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố, Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, các chuyên gia, các đoàn thể và các cơ sở đoàn đã nói về quá trình phấn đấu và rèn luyện để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, những kỳ vọng đối với thế hệ trẻ hôm nay trong quá trình bảo vệ, xây dựng và phát triển Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Các tham luận còn tập trung vào các nhóm nội dung, khẳng định vai trò lịch sử to lớn vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội quân xung kích cách mạng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, là đội dự bị tin cậy của Đảng. Nhận thức vai trò trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong việc tham gia xây dựng Đảng, khẳng định niềm tin của tuổi trẻ Việt Nam đối với sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt nghị quyết chủ trương đường lối của Đảng, khẳng định sự quan tâm chăm lo của các cấp ủy Đảng với công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi và thế hệ trẻ Việt Nam. Thế hệ trẻ Việt Nam thể hiện hành động yêu nước, bản lĩnh trung thành, sắc son niềm tin lý tưởng, tự hào tiến bước dưới cờ Đảng vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Một số bài viết nêu bật lên được những vấn đề nóng hiện nay, đưa ra các giải pháp thiết thực để tham gia bảo vệ Đảng, chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các đại biểu cũng đề xuất những giải pháp trách nhiệm của đảng viên trẻ, đoàn viên ưu tú trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng Đảng, chính quyền địa phương, đơn vị vững mạnh. Trong thời gian qua, quận Đàn Ba cũng luôn tổ chức rất là nhiều cái chương trình hành động cách mạng và có rất là nhiều cái chương trình giáo dục lý luận chính trị tư tưởng, rồi tham gia phản bác đấu tranh trên mạng để rèn rũa tạo môi trường cho các bạn đoàn viên ưu tú, rồi các bạn đảng viên trẻ rèn rũa mình thông qua những hoạt động đó thì để có thêm tình cảm với tổ chức đoàn, với tổ chức đảng và xứng đáng là người đội dự bị tin cậy của đảng sau này. Và bản thân của mình nhận thấy một cái điều mà mình nhìn nhận ra được, đó là thế hệ trẻ của chúng mình trong thời buổi hiện đại phải nói rất là may mắn khi được sống trong điều kiện thuận lợi, đặc biệt được học tập, lao động và cống hiến rất là nhiều, thì mình phải cố gắng nhiều hơn nữa rèn luyện cái bản lĩnh chính trị cũng như là cái sự vững vàng của mình. Chúng ta có rất nhiều điều kiện thuận lợi thì chúng ta phải làm sao để xứng đáng với những gì mà chúng ta đang có, và đặc biệt là phải tôi rèn cho mình một cái tâm trong chí sáng, hoài bão lớn để chúng ta có thể vững vàng và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước cũng như nhân dân giao cho để xứng đáng là một người đảng viên. Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đối với tôi đó là một cái cảm xúc vô cùng thiêng liêng và không bao giờ có thể thay đổi được, bởi đó chính là lý tưởng, đó là niềm tin của thế hệ trẻ thanh niên Việt Nam, thanh niên thành phố Hồ Chí Minh. Và là một người đảng viên trẻ, là người con của thành phố Hồ Chí Minh, thì bản thân tôi cảm thấy mình phải tiếp tục rèn luyện, mài dũa và vẫn theo niềm tin ý chí của Đảng. Bởi chính lực lượng trẻ thanh niên ngày nay là một trong những người tiếp tục xây dựng và bảo vệ vững chắc nền độc lập tự do của đất nước. Tọa đàm là sinh hoạt chính trị sâu sắc nhằm nâng cao nhận thức, bồi dưỡng niềm tin, lòng tự hào cho đoàn viên thanh niên thành phố về lịch sử vẻ vang của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Qua đó, tuổi trẻ thành phố tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng, tích cực đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai lệch, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước trong tình hình mới hiện nay. Tại tọa đàm, Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh đã tổng kết cuộc thi viết Ngày tôi vào Đảng, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau hơn 2 tháng triển khai, tính đến ngày 15 tháng 1 năm 2020, ban tổ chức đã nhận được 2.823 bài viết gửi về tham gia cuộc thi. Kết quả trên phản ánh được ý nghĩa và sức lan tỏa của cuộc thi viết Ngày tôi vào Đảng đến với đông đảo đảng viên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các tỉnh thành trên cả nước nói chung. Ban tổ chức cuộc thi đã trao một giải nhất, một giải nhì, hai giải ba và 5 giải khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc nhất.